Diện cục thuế Hà Nội thông tin, từ đầu năm đến tháng 11 2021, cơ quan này đã thu được 110 tỷ đồng tiền thuế từ hoạt động thương mại điện tử, trong đó 465 cá nhân có thu nhập từ các tổ chức nước ngoài như Google, Facebook, Apple kê khai và nộp 56,1 tỷ đồng tiền thuế. Đáng chú ý có một cá nhân đã kê khai nộp 11 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước, số thuế mà cá nhân này phải nộp được cộng dồn nhiều năm với số tiền chậm nộp phải thực hiện là trên 4 tỷ đồng. Cục Thuế Hà Nội cho hay, về cá nhân hộ kinh doanh bán hàng trực tuyến, cơ quan này cho biết đã giả soát xác minh 3.388 cơ sở có doanh thu trên 100 triệu đồng trong một năm thuộc đối tượng quản lý thuế đã đưa vào quản lý 1.332 người nộp thuế bán hàng trực tuyến đồn đốc nộp 12,1 tỷ đồng. Đại diện Cục Thuế Hà Nội nhấn mạnh. Do thương mại điện tử là hoạt động mới nên cơ quan thuế phải tuyên truyền, hỗ trợ để người nộp thuế hiểu về các quy định của pháp luật về nghĩa vụ thuế. Song về phía cơ quan thuế cũng có những dữ liệu để kiểm soát và thực hiện các biện pháp khác nếu người nộp thuế không tự giác kê khai và nộp thuế. Tính chung 10 tháng đầu năm 2021, Cục Thuế Hà Nội đã thu được khoảng 110 tỷ đồng từ các cá nhân, tổ chức có hoạt động thương mại điện tử tương đương cả năm 2020. Trong đó đối với nhóm cá nhân hộ kinh doanh, tổ chức có thu nhập từ các tổ chức nước ngoài như Google, Facebook, Apple, cơ quan thuế đã đưa vào quản lý 465 cá nhân có doanh thu phát sinh từ nhà thầu nước ngoài, người nộp thuế đã thực hiện kê khai thuế đầy đủ theo quý. Trong năm 2021, số thuế đã nộp là 56,1 tỷ đồng. Nhóm thứ hai là các cá nhân hộ kinh doanh bán hàng trực tuyến. Cơ quan thuế đã triển khai giả soát, xác minh 3.388 cơ sở có doanh thu trên 100 triệu đồng trong một năm thuộc đối tượng quản lý thuế, đã đưa vào quản lý 1.332 người nộp thuế bán hàng online, đồn đốc nộp 12,1 tỷ đồng. Trong thời gian tới, Cục Thuế Hà Nội sẽ tiếp tục triển khai giả soát 2.056 cơ sở bán hàng online trên địa bàn. Nhóm thứ ba là các cá nhân, hộ kinh doanh, tổ chức cho thuê nhà trực tuyến qua ứng dụng, thực hiện triển khai giả soát xác minh 49 chủ cơ sở có thu nhập trên 100 triệu đồng trong một năm thuộc đối tượng quản lý thuế, doanh thu 10 tỷ đồng, dự kiến số thu đạt là 1 tỷ đồng. Thứ tư là các tổ chức cá nhân chi trả thanh toán cho các dịch vụ điện tử của đơn vị nhà thầu nước ngoài. Cơ quan thuế quản lý dữ liệu phát sinh chi trả cho các nhà thầu nước ngoài của 1.447 cá nhân, tổ chức, số tiền chi trả là 46,3 tỷ đồng, dự kiến số thuế phải nộp là 4,6 tỷ đồng. Thứ năm là nhóm các doanh nghiệp tổ chức điều hành sản giao dịch thương mại điện tử, sen đỏ, Lazada, Shopee, điều hành các app trung gian thanh toán, app trung gian vận chuyển đã hoàn thành thanh kiểm tra tại một số doanh nghiệp với tổng truy thu phạt số tiền là 1,4 tỷ đồng, giảm lỗ 66 tỷ. Ngoài ra, cơ quan này đã tiến hành thanh tra đối với 14 cá nhân có thu nhập từ hoạt động kinh doanh thương mại điện tử với số tiền phải nộp là 25 tỷ đồng, kiểm tra 104 cá nhân, truy thu và phạt 3,5 tỷ đồng lãnh đạo cục thuế hà nội cho biết triển khai công tác quản lý thu thuế đối với hoạt động thương mại điện tử trong thời gian qua cơ quan này đã hoạch định các chương trình kế hoạch triển khai đồng thời thực hiện nhiều biện pháp quản lý nhắm tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế nắm bắt thực hiện đúng quy định của pháp luật với mục tiêu vừa tạo thuận lợi cho người nộp thuế vừa đảm bảo ngăn ngừa phòng chống được các hệ quả tiêu cực của thương mại điện tử mở rộng cơ sở thu thuế trong đó cơ quan thuế tiến hành nhận diện phân loại và thu thập dữ liệu các đối tượng quản lý liên quan đến hoạt động thương mại điện tử để có những biện pháp cụ thể đối với từng nhóm đối tượng quản lý. Trước năm 2021, có 3 nhóm đối tượng, các cá nhân kinh doanh bán hàng qua mạng xã hội, các tổ chức cung cấp sản phẩm ứng dụng, sản phẩm nội dung tại các khu vực ứng dụng Google Play, App Store, cá nhân cho thuê nhà thông qua ứng dụng như Agoda, Booking.com, Airbnb. Vào năm 2021, cơ quan thuế đã bổ sung thêm hai nhóm đối tượng là nhóm cá nhân tổ chức trả tiền cho các tổ chức nước ngoài, các sàn thương mại điện tử. Cùng với đó, cơ quan thuế triển khai đồng bộ các giải pháp để thu thập thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu về người nộp thuế có hoạt động thương mại điện tử như phối hợp với ngân hàng thương mại, đơn vị trung gian vận chuyển, cung cấp ứng dụng dịch vụ lưu trú.